Xin chào tất cả các bác nha. Lời đầu tiên thì chúc các bác sẽ có một thời gian và đặc biệt sử dụng những thông tin mới khi xem bằng video của em. Như tờ đề thì hôm nay sẽ đang làm một chiếc video để chia sẻ với giao lưu bác về cái tình trạng cây cà phê của chúng ta đang bị một đục cảnh tấn công bác. Chung video này thì cũng mang tính chất tham khảo thôi, bởi vì còn phụ thuộc vào kinh nghiệm cũng là cái chăm sóc của từng nhà vườn đó. Cứ chia sẻ lên thôi bác. Cái gì thì được thì chúng ta tiếp thu, còn cái nào chưa được thì ta cùng nhau giao lưu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm bác. Và chỉ để chính luôn, đây là tình trạng của những cây cà phê đang bị một đục cảnh tấn công bác. Một đục cảnh tấn công làm khô cảnh cũng là chết cảnh này. Những cái cảnh chưa chết thì nó cũng đã héo rũ này này. Một đục cảnh thì chắc chắn là sẽ không còn xa lạ gì đối với bác nào làm dân cà phê đâu bác. Bác nào làm cà phê thì chắc chắn là một đục cảnh sâu đục thân đều là những cái con côn trùng gây hại đến cây cà phê chúng ta rất là nghiêm trọng bác. Đặc biệt là một đục cảnh. Một đục cảnh thì nếu mà chúng ta không kiểm soát sớm ấy thì nó sinh sản và phát triển rất là nhanh. Với đặc điểm của nó là phương pháp phun thuốc rất là khó bác. Phun thuốc thì thường là chúng ta sẽ sử dụng các dòng thuốc nặng thôi, chứ thuốc nhẹ thì bởi vì nó nằm trong thân bác, nó nằm ở trong cái thân cảnh cho nên là chúng ta phun thuốc nhẹ thì chắc chắn là sẽ không chết được. Rồi bác theo, một đục một cái lỗ này. Nó đã đục cái lỗ như này thì nó sẽ mang nấm bệnh vào luôn bác. Nó làm tổn thương cái cảnh cũng như là mang nấm bệnh vào. Cho nên nó đã đục vào một cái lỗ nhỏ thôi là nấm bệnh nó sẽ tấn công và làm hỏng luôn cái cảnh chúng ta bác. Rồi, bẻ cho các xem. Bỏ lúc nhúc bác. Rồi, các bạn thấy không? Rất là nhỏ rồi nhưng mà rất là nguy hiểm bác, bởi vì nó sinh trưởng và phát triển rất là nhanh. Nó đục vào, nó sẽ đục vào cái thân cái cành này và nó sẽ để ấu trùng ở trong bác. Cho nên chúng ta phun thuốc bằng phun thuốc nhẹ là chắc chắn là khó mà giết được loại này. Rồi các bác, rất nhỏ và rất là nguy hiểm luôn. Tình trạng của cái vườn này thì cái khu vực này thì cũng bị tấn công khá là nặng á. Rồi, nói chung là một đục cành thì những cái khu vực nào mà dợp bác, dợp với đậm rạp ấy, là nó sẽ tấn công rất mạnh, bởi vì là dợp với đậm rạp thì chúng ta quản lý nó khó bác. Với lại điều kiện thuận lợi cho một đục cành phát triển là cái rậm rạp bác. Cứ rậm rạp lu bu là một đục cành nó tấn công rất là nhiều bác. Rồi khổ hết cảnh bác. Rồi bác. Trên một cành thì nó có thể đục nhiều lỗ bác. Trên một cành thì nó có thể đục rất là nhiều lỗ ở dưới mặt cành ấy. Tức là nó nằm ở phía dưới mặt cành bác, chứ nó không đục trên cành đâu. Nó nằm mà nó sẽ đục ở phía dưới này bác. Đây, phía dưới đây. Cho nên các bác phun thuốc thì nhớ phải phun ở phía dưới này, phun lên bác. Chứ chúng ta phun ở trên này thì chắc chắn là sẽ không đến được cái lỗ nữa rồi. Là các bác muốn phun thuốc thì cũng phải lưu ý là chúng ta sẽ phun ở phía dưới mặt, phun ở phía dưới mặt cành bác. Đây, phun ở phía dưới này. Chứ mà chúng ta phun ở phía trên này, phun sơ sơ ở trên này thì chắc chắn là sẽ không có tiếp xúc được với cái ổ của một đục cành bác. Và thuốc thì các bác nhớ lưu ý là phải dùng các dòng thuốc nặng cơ, thuốc lưu dẫn cộng sông hơi cơ, thuốc để trị rệp sáp đỏ ấy. Lưu dẫn sông hơi, nói chung là thuốc lưu dẫn hai chiều bác, vừa lưu dẫn lại vừa sông hơi, lúc đấy thì mới xử lý được những con mọt bác. Rồi rất là nhiều bác. Nói chung cứ rậm rạp lu bu là nó sẽ tấn công rất mạnh. Rồi bác sao để mà phát hiện cái này thì nếu mà muốn trị thì chúng ta phải phát hiện sớm bác. Đây, các bác muốn phát hiện sớm là ra vườn anh bác, mà các bác thấy cái cây nào mà cái lá của cà phê nó rụng xuống nhiều bác. Đây, bình thường thì lá già nó mới rụng xuống đúng không bác, còn nếu đã có một đục cảnh tấn công thì cái lá xanh nó sẽ rụng luôn. Đây, rụng rất là nhiều, bởi vì nó đã đục lỗ thì nấm bệnh tấn công, mà nấm bệnh tấn công thì lá xanh nó cũng rụng luôn. Đấy, thì là cách để kiểm soát, biết được sớm thì chúng ta sẽ tiến hành phun thuốc phòng sớm bác. Một đục cành thì cũng tùy năm bác, có năm thì nó không xuất hiện đâu, nhưng mà có năm thì nó xuất hiện rất là nhiều. Cho nên là các bác nhớ lưu ý, mới xuất hiện là chúng ta tiến hành phun phòng luôn, để tránh trường hợp là để xuất hiện nhiều, nó lây lan nhiều thì chúng ta phun thuốc nhiều thì sẽ tốn kém cũng như là khó kiểm soát bác. Nhiều quá thì cái lượng côn trùng, ấu trùng nó rất là nhiều thì chúng ta phun
rất là tốn kém, tốn thuốc, cũng như là khó mà xử lý được hết quá. Đây, như những cây thì bị mọt đục te tua. Đây là những cây dưới tán điều mà những cái môi trường nó rậm rạp ẩm thấp mà rất là phù hợp cho mọt đục cành nó tấn công luôn. Đây các bạn, cứ dưới tán cây tán điều là rậm rạp lu bu là tấn công rất mạnh, cho nên là các bác nhớ lưu ý là cắt tỉa cành tăm cành đồi nó thông thoáng bác, tránh trường hợp chúng ta để nó rậm rạp quá. Rậm rạp là cái điều kiện rất là thuận lợi cho mọt đục cành bác. Đây, cành to cành nhỏ thì nó sẽ đục hết mất. Rồi các bạn thấy không? Nó đục như thế này thì thôi chứ chẳng mấy chốc mà hư hết cây cà các bác. Thường thì nó chỉ đục vào thân cành thôi bác, chứ cái thân to thì nó không đục đâu, chỉ đục vào cành là chủ yếu thôi. Các bạn thấy không? Gây hại rất là nghiêm trọng luôn. Nếu mà chúng ta không phun thuốc phòng hay là xử lý kịp thời, cắt tỉa những cái cành này, cắt tỉa những cái cành đã bị đục nha bác. Những cái cành đục thì chúng ta sẽ cắt hết đi, mang đi tiêu hủy, chứ mà tránh trường hợp để phun thuốc mà không hết mà thì nó lại lây lan rất là nhiều luôn. Đây các bạn, rất là nguy hiểm, nó đã đục vào một cái lỗ nhỏ thôi là hỏng luôn cái cành cà phê của chúng ta. Ok, như vậy là về video chia sẻ là giao lưu bác về cái tình trạng là cái cà phê bị mọt đục cành này của em chắc cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.